Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị về một chương trình rất là đặc biệt tại San Diego của chúng ta sắp tới. Đó là vào ngày 9 tháng 9, buổi trình chiếu phim cộng đồng, bộ phim thời sự Mẹ Vắng Nhà sẽ có mặt tại San Diego của chúng ta. Và để biết rõ hơn chi tiết về buổi chiếu phim này, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với ba anh là thành viên trong ban tổ chức. Đó là anh nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, bên cạnh anh là anh Lê Tạo cùng với anh Phan Trung Kiên, ba khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Trước hết, Vân Anh xin chào ba anh. Vâng, xin cảm ơn Vân Anh đã cho chúng tôi cơ hội ngày hôm nay và xin kính chào quý khán giả của đài VNTV. Chúng tôi là Phan Trung Kiên. Cảm ơn chị Vân Anh và tôi là Lê Tạo và xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả của VNTV. Chào Vân Anh, chào Kiên và Lê Tạo. Kính chào quý vị khán giả của VNTV. Vâng, thưa quý vị và thưa ba anh, chúng ta cũng biết rằng hơn một tháng vừa qua thì cộng đồng người Việt của chúng ta ở khắp nơi ai cũng chú ý đến một cái sự kiện, đó là buổi chiếu phim, một cái phim tài liệu thôi, có tựa đề là Mẹ Vắng Nhà. Và mỗi khi một bất cứ một cái địa phương nào mà chiếu bộ phim đó thì nhận được sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của người Việt của chúng ta ở khắp nơi. Thì trước hết thì ai anh có thể cho biết là từ lúc nào hai anh đã có ý định mang Mẹ Vắng Nhà về San Diego, và tại sao cái sự cần thiết Mẹ Vắng Nhà phải có mặt tại San Diego thưa anh? Vâng, cảm ơn chị. Là chắc chúng ta đều nghe là bộ phim Mẹ Vắng Nhà sau khi được chiếu lần thứ nhất tại Thái Lan thì chính quyền cộng sản đã can thiệp và không cho chiếu lần thứ hai. Do đó sau đó thì tổ chức Voice mới liên lạc với tất bà con và những địa phương để cùng chiếu. Tổ chức Voice muốn tổ chức chiếu đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Và anh em chúng tôi nghĩ ngay rằng San Diego chúng ta nên có một buổi chiếu phim như thế. Bởi vì nếu mà không có thì thật là một sự thiếu sót lớn với cộng đồng San Diego. Cho nên anh em chúng tôi nghĩ ngay là bằng mọi cách phải liên lạc với tổ chức Voice để đem cái phim đó về đây để chiếu với đồng bào San Diego. Thưa anh, Vân Anh chưa được xem qua về bộ phim này nhưng mà cũng có xem cái trailer, thì thấy là rất là hấp dẫn, và thêm vào đó nữa là coi những cái phóng sự mà mọi nơi chiếu cái bộ phim Mẹ Vắng Nhà, và thấy là người Việt của chúng ta khi mà xem xong thì có đầy sự xúc động khi mà xem bộ phim đó. Thì Vân Anh được biết là anh Phan Trung Kiên đã xem bộ phim này rồi. Anh có thể cho quý vị khán giả được biết sơ sơ về bộ phim này? Vâng, cảm ơn Vân Anh. Thưa quý khán giả, chúng tôi được biết là trình chiếu lần thứ hai ở Hoa Kỳ, đó là trên Orange County, Nhật Báo Người Việt vào cuối tháng 7 vừa qua. Thì cá nhân chúng tôi cũng lên đó, thứ nhất là để xem tại sao cộng sản lại cấm. Cuốn phim này mà mình á, là ai cấm cái gì thì mình cố gắng mình tìm tòi. Mình tới mình tới cho cùng. Thì chúng tôi cũng được biết rằng là anh Lê Phạm á, anh phải trốn chui trốn nhủi và anh ở trong nhà của cô Tuyết Lan. Cô Tuyết Lan là mẹ của mẹ Nấm, là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì anh làm những cái thước phim thật sự, và chúng tôi, thưa quý khán giả, rất là cảm động sau khi coi xong 42 phút bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Chúng tôi cũng sau đó cũng gặp Trình Hội. Trình Hội ơi, làm sao để đưa xuống cộng đồng San Diego của chúng tôi để chiếu cho bà con đồng hương của mình xem cái này. Thì anh Trình Hội nói rằng là anh Trường đã gọi em cách đây mấy ngày rồi, vừa hữu Trường là tuần báo tiếng Việt, cho nên anh Kiên về hợp tác với anh Trường, rồi Lê Tạo và Ngô Thanh Nam cũng nói trong đoạn đường chúng tôi lên Orange County, nó là rất là sôi nổi nha, rất là sôi nổi phải không anh? Phải bằng cách nào để cho đem về đồng hương của chúng tôi ở tại San Diego xem bộ phim này. Thưa quý vị, rất là cảm động. Và ngày hôm đó chúng tôi cũng gặp được một số đồng hương của chúng ta từ đây lái xe lên Orange County, cái hội trường của Nhà báo Người Việt đầy, thì ban tổ chức sẽ chiếu sau đó suất thứ hai. Và San Jose sau đó một vài ngày thì Trình Hội nói là em rất là bận, em đi hoài, cho nên là các anh làm như thế nào đó là coi schedule rồi cho em biết. Thì anh Trường, Nam, Tạo với Kiên, bố anh em là miệt mài và làm sao phải có Trình Hội có mặt trong ngày đó mới mang thêm cái một chút ý nghĩa nữa. Đó là những cái công sức của anh em, bố anh em bỏ ra trong suốt 5 tuần vừa qua. Hy vọng rằng là tại hội trường Montgomery, khu Linda Vista, bên cạnh bác sĩ Đức, thưa quý vị, 2 giờ chiều ngày 9 tháng 9 năm 2018,
xin mời quý đồng hương đến để cùng chúng tôi xem bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Và đặc biệt không những xem bộ phim Mẹ Vắng Nhà mà anh Ngô Thanh Nam sẽ có những cái bản nhân bản ca sẽ chia sẻ với đồng hương của chúng ta trong chiều hôm đó. Vâng, anh Nam, cái bộ phim Mẹ Vắng Nhà này là một bộ phim thời sự đại ý nói miêu tả về cuộc sống của những thân nhân của những tù nhân lương tâm, và cụ thể là con và mẹ của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Mẹ Nấm. Anh Nam có cái cảm xúc xúc động như thế nào với những tù nhân lương tâm, đặc biệt là phái nữ, anh Nam? Thật tình ra thì ở Việt Nam chúng ta số tù nhân lương tâm bị cộng sản bắt vô có cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, có em bé 13, 14 tuổi cũng có, thành thử ra rất là nhiều. Nhưng mà cái làm cho mình xúc động nhất chính là những cái người đó họ trực diện đấu tranh, trực diện phản đối những cái chế độ đài đọa cũng như là đàn áp của cộng sản. Thì cái điều đó làm cho mình là những người sống ở ngoài hải ngoại này, mình rất là xúc động, và mình cũng không có làm gì được. Thật tình thì mình, anh em chúng ta ở ngoài này không làm gì được, nhưng mà để đồng hành, để cho họ cảm thấy rằng họ không cô đơn, thì tất cả những gì mình làm ở đây là để cho thấy được khi cái cuốn phim này chiếu ra, mình kêu gọi không phải riêng cho một mình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nắm, mà cho tất cả các tù nhân lương tâm. Mình đồng hành cùng với Voice để mà phát tán ra cho nhiều người hơn nữa trên khắp thế giới được biết đến cái chế độ phi nhân của cộng sản, cũng như đời sống của những tù nhân lương tâm, cũng như đời sống của thân nhân của họ, của gia đình của họ bị khổ cực, bị đày đọa như thế nào trong suốt cái thời kỳ họ tranh đấu. Thì những gì anh em chúng tôi làm là một phần rất là nhỏ, gần như là không kể được. Dạ vâng. Quá nhỏ để kể. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình của VNTV, và vừa rồi quý vị đã thấy rằng đó là cái sự hình thành của ban tổ chức một cách rất là chớp nhoáng, gồm có anh nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, anh Lê Tạo và anh Phan Trung Kiên, cùng với tuần báo tiếng Việt San Diego, anh Vũ Hữu Trường. Và như anh Nam vừa mới chia sẻ với chúng ta làm những công việc này để cùng đồng hành với những người dân trong nước, và đặc biệt là những người đấu tranh. Anh Tạo có thể cho biết là cái sự cần thiết của chúng ta làm những cái chương trình giống như chương trình chiếu phim Mẹ Vắng Nhà như thế này, nó cần thiết như thế nào anh? Thưa quý vị, là theo Tạo là những người đấu tranh trong nước họ rất là cô đơn. Trên con đường họ đi, dĩ nhiên có những bạn hữu, có những người cùng đồng hành, nhưng mà phải nói rằng con số đó so với dân số Việt Nam thì phải nói rằng rất là ít, cho nên nếu chúng ta ở ngoài này, chúng ta làm được việc gì và chúng ta cần hỗ trợ họ về vấn đề gì, thì đó là một điều rất là quý đối với họ. Bởi vì trên đường đi cần những người cùng chí hướng, cần những người ủng hộ, và đặc biệt là những người tù nhân lương tâm họ đang ở trong tù. Không chỉ một Mẹ Nấm mà còn nhiều người mẹ vắng nhà khác, mà không chỉ những người mẹ vắng nhà, còn những nhiều người bố, nhiều người anh vắng nhà khác. Cho nên điều mà chúng ta cần làm là chúng ta nên tiếp tục ủng hộ con đường họ đã chọn lựa để họ không thấy cô đơn. Và đặc biệt là Tạo nghĩ là ở San của chúng ta còn có rất nhiều những trái tim, những tấm lòng hướng về những tù nhân lương tâm. Do đó mà chúng ta phải làm bằng được, và chúng ta phải thành công trong cái ngày 9 tháng 9 lúc 2 giờ chiều tại Montgomery Auditorium. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi vào chi tiết chương trình sắp tới, chương trình Mẹ Vắng Nhà, chiếu phim bộ phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà. Bộ phim này do Voice phát hành thực hiện phải không anh? Và thưa quý vị, chương trình chiếu phim Mẹ Vắng Nhà do Voice thực hiện với sự có mặt của luật sư Trịnh Hội sẽ có mặt ngày hôm đó. Mời quý vị đến nhé. Và thời gian là Chủ nhật ngày 9 tháng 9 sắp tới, từ 2 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều, chúng tôi có cái poster trên màn ảnh để quý vị theo dõi. Địa điểm
rất là đặc biệt quý vị. Địa điểm là auditorium của trường Middle School Montgomery, một cái hội trường rất là đẹp, rất là lớn, ngay tại khu trung tâm của người Việt của chúng ta là khu Linda Vista ở số 2470 Ugreet Street, gần văn phòng của Võ Đình Đức, và cũng rất là gần chợ Thuận Phát là ai cũng biết phải không quý vị. Đặc biệt thì Vân Anh thấy là có sự góp mặt của một lần nữa luật sư Trịnh Hội, hai người MC của chúng ta, cũng có một trong hai người MC cũng có mặt ngày hôm nay, đó là anh Lê Tạo cùng với Hoàng Mỹ Uyên từ San Jose cũng xuống để đồng hành với anh em. Và thưa quý vị, bên cạnh phần chiếu phim tài liệu đó thì sẽ có một chương trình nhạc đấu tranh, nhạc phụ diễn văn nghệ đấu tranh với những bản nhân bản ca do nhạc sĩ Ngô Thanh Nam sáng tác. Mà đối với Vân Anh là Vân Anh rất là yêu những bài nhạc đấu tranh của anh Ngô Thanh Nam, cho nên đây là một cái chương trình mà quý vị không thể nào bỏ qua. Quý vị nào chưa biết thì anh em chúng tôi xin mời gọi quý vị, và xin một trong ba anh trong ban tổ chức mời gọi quý vị đến tham dự. Vâng, tiếp lời với Vân Anh là những cái bản nhân bản ca thì anh nhạc sĩ Ngô Thanh Nam có viết riêng cho cái chiều hôm đó là một nhạc phẩm là Mẹ Vắng Nhà. Wow. Cho nên là chưa bao giờ được hát ở đâu, và mời quý vị đến để nghe, không những xem bộ phim Mẹ Vắng Nhà do Voi phát hành, mà quý vị sẽ nghe được những bản nhạc của Ngô Thanh Nam mà anh em, ba anh em chúng tôi đã sinh hoạt, đã sinh sống, làm việc cũng như là chơi thân với nhau trên 30 năm tại thành phố San Diego. Ai cũng biết trong nhóm kết thân của nhóm anh em chúng tôi trước đây, và ba anh em chúng tôi mạnh dạn lần này để làm một cái gì đó cho đồng hương của chúng ta San Diego. Xin mời quý vị mời thêm bạn hữu, bạn bè cũng như những người quen thân đến. Chương trình là miễn phí, vào cửa tự do, 2 giờ bắt đầu và lúc 1:30 thì hội trường sẽ mở cửa, cho nên bắt đầu đúng giờ không anh? Bắt đầu đúng giờ, chắc chắn chúng tôi làm đúng giờ. Thì quý vị đến trước 15-20 phút để hàn huyên tâm sự, gặp Trịnh Hội, chụp những tấm hình với bạn hữu của chúng ta, và chúng ta bắt đầu xem phim. Chương trình bắt đầu sẽ đúng 2 giờ. Phải không MC Lê Tạo ạ? Cảm ơn Phan Đông Kiên, cảm ơn chị Văn Anh. Xin chia sẻ thêm một điều là anh em chúng tôi có kêu gọi các cô, các chị trong ngày hôm đó là cùng mặc áo dài. Quý vị sẽ thấy là trong buổi chiều hôm đó sẽ có một rừng áo dài và sẽ có những tấm hình thật đẹp để lại cho mọi người cùng một cái kỷ niệm đẹp. Nhưng mà xin chia sẻ một điều là cái phần văn nghệ rất là đặc biệt, bởi vì văn nghệ đấu tranh với những nhạc phẩm nhân bản của Ngô Thanh Nam không chỉ là một đêm văn nghệ thông thường, mà là một đêm văn nghệ có thể gọi là giữ lửa, một đêm văn nghệ có thể nói rằng chuyển tải một phần nào cái tấm lòng của Ngô Thanh Nam đối với công cuộc đấu tranh cũng như đối với những tù nhân lương tâm trong suốt nhiều năm qua. Và hy vọng là quý vị đến đó xem phim, thưởng thức chương trình văn nghệ. Và nếu quý vị nào hồi giờ chưa biết Ngô Thanh Nam thì đây là cơ hội quý vị gặp gỡ Ngô Thanh Nam ngoài đời. Anh Nam ơi, mình đang thấy ở trên poster là có nhạc phẩm cùng tên với là bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Anh Nam sáng tác lúc nào vậy? Ngay cái hôm Kiên liên lạc với Trịnh Hội, và Trịnh Hội nói là yes, mình phải liên lạc với lại anh em, phải liên lạc với lại anh để tổ chức San Diego. Để tổ chức San Diego. Thì ngay buổi tối đó, ngay buổi chiều đó, chứ ngay buổi tối đó, là sau khi biết là sẽ có là mình sẽ được làm ở San Diego, là Nam ngồi xuống viết liền của bài nhạc, bật mí vài lời trong bài nhạc được. Bao lâu thì bài nhạc được hình thành vậy anh, kể cả viết lời rồi phối âm rồi như thế nào anh, bao lâu? Bài nhạc viết xong khoảng 4 tiếng. Wow. Bởi vì cái khó của một bài viết một bài nhạc cho bộ phim này á, cái khó là thứ nhất là phải diễn tả được cái tình cảm của mẹ con, cái xúc động dành cho tâm tình của người mẹ dành cho con, cũng như người con nhớ thương người mẹ, nhưng mà cũng không thể nào mà thiếu được lý do tại sao người mẹ lại vắng nhà. Phải nói đủ được cái lý do mà vì tương lai của con, vì sự đấu tranh, vì cái đời sống dân sinh mình đấu tranh, nhưng mà cuối cùng lại phải chịu đi tù, chấp nhận đi tù, chấp nhận xa con.
thì những cái tâm tình đó nếu mà không thể nào mà kể lể như một bài nhạc tình tình cảm trữ tình được, nó rất là khó. Thành thử nhưng mà cũng may mắn là năm có cái ý để Nam viết được xuống, cuối cùng là bài nhạc được hoàn tất. Vâng, thưa quý vị, và đây là một cái điều rất là bất ngờ cho quý vị khi mà đến xem bộ phim Mẹ Vắng Nhà, đó là nhạc phẩm Mẹ Vắng Nhà do nhạc sĩ Ngô Thanh Nam sáng tác mà Vân Anh chưa được nghe, nhưng mà nghe nói rằng rất là hay, thưa quý vị. Chia sẻ với chị thêm một điều là chúng tôi tập mấy tuần nay rồi. Wow, tức là anh Tạo cũng là một trong những ca sĩ trong... Tập hát. Ồ, anh ơi, ban nhạc mình hát này là ai vậy anh? Thật sự ra là... cái tâm tình dành cho cái công cuộc chung này không phải là một mình nhà chúng ta, không? Nhưng mà còn rất rất nhiều người ở San Diego, họ không lên tiếng nhưng mà họ có tấm lòng và họ không nể hà thời gian công sức để mà phụ giúp chung trong cái chuyện tổ chức này. Thì cái ban hợp ca của San Diego của mình là những anh chị em cũng còn trẻ và cũng có tấm lòng, rất muốn làm cái gì đó để chung với lại chung một lòng với lại cái công cuộc chung này. Thành thử ra là cái ban học ca này đã từng hát cho một vài chương trình rồi. Dạ. Và họ các anh em cùng ngồi lại với nhau anh ha. Dạ. 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 Rất là hay. Chúng tôi đã bỏ thì giờ công tập. Sức để mà tập hát những cái bài nhạc này, hy vọng rằng là để sẽ cống hiến cho tất cả quý khán thính giả ở San Diego này có một buổi xem phim và thưởng thức nhạc được thêm cái sự phấn chấn, giữ được ngọn lửa đấu tranh trong lòng tất cả chúng ta. Hồi nãy anh Tạo mà mới bật mí gì trong lúc tập nhạc vậy anh Tạo? Trong lúc tập nhạc thì chia sẻ một điều là có cái chị đó, chị nghe xong cái bài nhạc lần đầu Nam hát xong thì chị chảy nước mắt. Cảm động quá, cái hình ảnh mà Nam đưa vào bản nhạc rất là cảm động theo cái điệu nhạc. Wow. Thì một điều Tạo muốn chia sẻ thêm quý vị là nếu quý vị nghe Mẹ Nắm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhưng mà nếu quý vị mà chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều về Mẹ Nắm thì Tạo muốn chia sẻ thêm là Mẹ Nắm là cái bút hiệu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và cô đã đấu tranh từ hơn 10 năm trước, từ những lúc đấu tranh từ chống Trung Quốc mà vẽ bản đồ lưỡi bò, rồi chống Trung Quốc từ cái lúc mà họ kéo giàn khoan vào Việt Nam. Và từ hơn 10 năm qua thì cô đã bị bắt vào tù hơn 10 lần. Và lần cuối cùng là ngày 10 tháng 10 năm 2016 là cô bị tuyên án là 10 năm. Và đến nay cô ở là gần 2 năm rồi, có nghĩa là còn 8 năm nữa. Hai con của cô lúc cô bị bắt là 6, 7 tuổi và 10 năm sau. Mình cứ nghĩ đi, 10 năm sau người mẹ ở trong tù ra thì con 16, 17 tuổi. Trong khoảng thời gian dài 10 năm mất mẹ thì cái sự hy sinh đó rất là lớn, không những chỉ cho Mẹ Nắm mà cho gia đình của Mẹ Nắm. Cho nên một lần nữa chúng tôi hy vọng rằng quý vị vì tình thương không còn tấm lòng với Việt Nam, hãy đến tham dự và xem cùng chúng tôi xem cuốn phim này, cũng như để cùng đồng hành không chỉ với anh em chúng tôi mà đồng hành với tất cả những tù nhân lương tâm hiện trong tù tại Việt Nam để họ không cảm thấy cô đơn trên con đường đấu tranh của mình. Vâng, xin Pháp Anh xin Tạo và cũng update là cho đến ngày hôm nay những tù nhân lương tâm bị ở trong tù Cộng sản Việt Nam là cũng trên 100 người, và ngày giờ phút anh em chúng tôi đang thâu hình thì Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 15 rồi, thưa quý vị. Chúng ta không làm gì hết nhưng mà chúng ta phải có những cái hành động như thế nào để nói với tất cả các anh chị em đang ở trong tù bên trên bên kia, các anh không cô đơn, chúng tôi vẫn theo tiếng gọi của các anh, theo những cái nhịp đập trong tim của các anh, và chúng tôi sẽ yểm trợ các anh không cách này bằng cách khác, và chính những việc làm của các anh chị đó để làm sao cho anh em chúng tôi, đồng hương của chúng ta ở hải ngoại có một tiếng nói chung để làm một cái gì cho tươi sáng cho con đường dân chủ Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Yeah. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và một lần nữa xin chúc cho ban tổ chức thật là thành công. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị
trong buổi chiếu phim Mẹ Vắng Nhà một lần nữa vào ngày Chủ nhật 9 tháng 9 năm 2008. Từ 2 giờ cho đến 5 giờ chiều, chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ, cho nên quý vị tới sớm nhé quý vị, để cùng Hàn Huyên tâm sự. Một lần nữa ban tổ chức xin được cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày 9 tháng 9 sắp tới. Xin ân ái chào tạm biệt.